Anh và vị, xin kính chào khán giả đang theo dõi bản tin thời sự lúc 19 giờ 45 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2024, 25 năm ngày dân vận cả nước, 15 tháng 10 năm 1999, 15 tháng 10 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị những thông tin về nội dung này. Mở đầu bản tin thời sự ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin đã chú ý sau. Đoàn kiểm tra Ban thường vụ tỉnh ủy, làm việc tại Ban thường vụ huyện ủy Tân Châu Nhân rộng lan tỏa các mô hình dân dân khéo Tạo việc làm cho người có đất thu hồi Thưa quý sáng ngày 15 tháng 10, đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh đã kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai và kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Ban Thường vụ huyện ủy Tân Châu. Tại buổi làm việc đồng chí Trần Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy thông tin, trong tổng số 16 chỉ tiêu đề ra tại nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 7 đến nay, có 13 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của huyện cơ bản giữ được sự ổn định và có bước tăng trưởng khá. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện có xu hướng phát triển mạnh theo hướng tập trung và ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 52 dự án, trong đó có 27 dự án đã đi vào hoạt động, đang xây dựng 9 dự án, đang hoàn tất thủ tục chờ khởi công xây dựng 16 dự án. Ngoài ra có 8 án phát triển dùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đăng ký đầu tư với số vốn ước đạt trên 1.416 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy và đại diện các sở ngành cũng đã làm rõ một số vấn đề còn tồn tại vướng mắt của huyện, đồng thời trao đổi một số nhiệm vụ cần tập trung để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu kết luận đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện cần tập trung khắc phục các tồn tại còn hạn chế, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 10, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến thăm chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ công chức ban dân vận tỉnh ủy nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo cán bộ công chức ban dân vận tỉnh ủy và những người làm công tác dân vận trong toàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành nhắc lại lời dạy của chủ tịch hồ chí minh lực lượng của dân rất to việc dân dân rất quan trọng dân dân kém thì việc gì cũng kém dân dân khéo thì việc gì cũng thành công phó bí thư thường trực tỉnh ủy phạm hồng thái đề nghị trong thời gian tới tập thể ban nhân dân tỉnh ủy tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy và các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả về công tác dân dân công tác đại đoàn kết toàn dân tộc Thưa quý vị, ngày 15 tháng 10 năm nay là kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống dân dân của đảng, 25 năm ngày dân dân của cả nước. Thấm nhuận lời dạy của bác, lực lượng của dân rất to, việc dân dân rất quan trọng. Dân dân kém thì việc gì cũng kém, dân dân khéo thì việc gì cũng thành công. Những năm qua, các cấp các ngành của tỉnh Tây Ninh đã tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình dân dân khéo. Thị xã Hòa Thành có trên 98 hộ gia đình là tín đồ các tôn giáo, tình hình an ninh trong tôn giáo tương đối ổn định. Để có được kết quả đó, nhiều mô hình dân vận khéo đã đi vào hoạt động. Mô hình vận động tín đồ độ tôn giáo tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, hội quân chúng gắn với địa chỉ nhân đạo cụ thể. Ở họ đạo cao đài phường Hiệp Tân được cấp trên đánh giá mang lại nhiều hiệu quả, nhất là đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Cái mô hình đó rất mang tính nhân dân, thì ban quản chúng tôi rất hưởng ứng và triển khai cho tất cả đồng đạo trong họ đạo luôn cả chức việc tấn tín đồ hưởng ứng phong trào đó để làm tốt để có câu là tốt đời đẹp đạo nếu có trường hợp cần thiết chúng ta vận động khuyên góp của ít người làm nhiều à, cùng chung tay góp sức để lo an sinh xã hội trong năm qua họ đạo phường hiệp tân còn ủng hộ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân gặp khó khăn với tổng số tiền trên 13 triệu đồng đạt 100% chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Vận động được hơn 200 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phối hợp lực lượng công an phường tuyên truyền về an ninh trật tự trong tín đồ tôn giáo được 15 lượt với 625 lượt người tham dự. Công tác dân vận mà đạt hiệu quả tại địa phương, à, việc quan trọng nhất là được sự đồng lòng hỗ trợ của nhân dân trên địa bàn trong đó có các tín đồ về trong họ đạo, à, đặc biệt là ở Hiệp Tân là nó có bốn họ đạo, do đó là được sự hỗ trợ nhiệt tình của bốn họ đạo này là à, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương rất là cao, đạt hiệu quả rất là tốt. Không chỉ có mô hình của họ đạo cao đài phường Hiệp Tân thị xã Hòa Thành, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có nhiều mô hình chân vận khéo khác tạo sức lan tỏa mạnh mẽ như câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, hữu gạo tình thương, áo xanh giúp dân đi chợ, chuyến xe không đồng, gian hàng không đồng, ngày chia sẻ thiện tâm. Việc thực hiện các mô hình mới, cách làm hay đã tạo niềm tin, sự ủng hộ của đồng đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân vào các tổ chức, tạo sức mạnh trong thực hiện các phong trào thi đua ở các lĩnh vực. À, giai đoạn 2021. 2025 các cấp quỹ tổ chức đảng à, tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào thi đua dân vận khéo à, gắn với cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức à, phong cách của Bác Hồ nhất là nâng cao cái chất lượng hiệu quả các cái mô hình mới à, cách làm hay à, đã xây dựng được là 394 cái mô hình à, dân vận khéo thông qua cái phong trào thi đua dân vận khéo thì đã có được là 4.642 tập thể, cá nhân, điển hình trên các cái lĩnh vực được biểu dương, khen thưởng, nhiều mô hình, tấm gương, điển hình dân vận khéo đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Cho đến nay, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở đang triển khai thực hiện hơn 1.500 mô hình dân vận khéo trên nhiều lĩnh vực, vận động được hơn 2,4 triệu lượt người tham gia, huy động hiện vật và tiền bạc được trên 870 tỷ đồng. Việc nhân rộng và lan tỏa các mô hình nhằm phát huy được tính tích cực, chủ động của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, khẳng định thêm lời dạy của bác, dân vận khéo, thì việc gì cũng thành công. Thưa quý vị, tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lấy ý kiến các thành viên ủy ban về việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo Sở Động Thương binh và Xã hội trong giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021 đến nay, tổng số lao động bị thu hồi đất có số lượng khá đông, chiếm tỷ lệ 3,26% trên tổng số hơn 680.000 người trong độ tuổi lao động. Số người bị thu hồi đất không còn đất nông nghiệp để canh tác hoặc đất ở để kinh doanh dịch vụ. Đa phần là lao động nông nghiệp ở nông thôn gặp khó khăn trong nghề nghiệp, việc làm, ổn định thu nhập. Trong khi đó, tỉnh chưa có chính sách cụ thể hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về mức hỗ trợ cụ thể khi thực hiện chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất bị thu hồi nhằm tạo điều kiện cho người có đất thu hồi được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dạy giống từ nguồn giống ủy thác, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tại phiên họp thường trực và các thành viên ủy ban dân tỉnh thống nhất cao với nội dung tờ trình của sở động thương binh và xã hội. Tiếp theo trong bản tin thời sự tối nay, công an tây ninh thông báo tình hình tội phạm lừa đảo hiện nay. Thanh niên tây ninh ra sức xây dựng quê hương. quý vị, ngày 14 tháng 10, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. Theo báo cáo, sau 2 năm triển khai thực hiện, nhiều mục tiêu chỉ tiêu trong nghị quyết số 12 cơ bản đảm bảo theo đúng lộ trình, trong đó có những mục tiêu chỉ tiêu khó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền đề ra lực lượng, Tại hội nghị, Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong công an nhân dân nhiệm kỳ 2025-2030 và chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thủ trưởng công an các đơn vị, giám đốc công an các địa phương phải tiếp tục chỉ đạo các mặt công tác công an xã thị trấn từ nguồn lực, tiềm lực, xây dựng lực lượng công an xã chính quy tinh nhuệ, thường xuyên biểu dương, nhân rộng những cách làm hay sáng tạo trong xây dựng công an xã thị trấn, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời yêu cầu tập trung sớm hoàn thành mục tiêu 100% công an xã thị trấn được đầu tư trụ sở làm việc, bảo đảm yêu cầu công tác, tăng cường trang bị phương tiện, thiết bị, đáp ứng cao nhất công tác của công an cấp xã. Có quý triển khai các giải pháp giao kết và xác thực điện tử là một xu hướng quan trọng và cần thiết tại Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích trong việc thúc đẩy kinh tế số. Tôi vậy, việc triển khai các công nghệ mới để đưa vào quá trình chuyển đổi số cần phải có những chính sách thiết thực. Đây là ý kiến của các đại biểu tại diễn đàn hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử với chủ đề phát triển hợp đồng điện tử an toàn được Bộ Công Thương tổ chức ngày 15 tháng 10 chuyển đổi số thông qua việc triển khai các giải pháp chính sách nhằm phát triển thị trường thương mại điện tử cạnh tranh lành mạnh nâng cao năng lực thích ứng với những xu thế kinh doanh và công nghệ mới đang là vấn đề đặt ra từ năm 2020, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã áp dụng các giải pháp giao kết và xác thực điện tử nhằm tăng hiệu quả hoạt động, bao gồm việc sử dụng các công cụ như chứng thư điện tử, ký số, EKYC, xác thực danh tính và hợp đồng điện tử. Việc chuyển đổi số thì sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm cái lợi thế cạnh tranh cũng như là giảm các cái chi phí tiết kiệm mà và tối ưu được nguồn lực trong thời đại cạnh tranh và kinh tế số hiện nay thì việc chuyển đổi số sẽ mang lại cái sự cạnh tranh lớn cũng như là mang cái sự an toàn và sự tin cậy cho các cái đối tác. thì con người số thì chúng ta đang thấy là cả từ chính phủ từ trung ương cho đến là các cơ quan bộ ngành đều đang thúc đẩy rất quyết liệt cái hoạt động chuyển đổi số. Đấy, còn môi trường số thì chúng tôi cho rằng là uh, hóa đơn điện tử đã là một cái thành công uh, rất lớn của chính phủ, một cái chủ trương rất lớn và chúng tôi kỳ vọng là hợp đồng điện tử là một cái chứng từ mà đi uh, rất là gần gũi về hóa đơn thì sẽ là cái chứng từ điện tử tiếp theo. Các đại biểu cũng cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa các chính sách liên quan đến hợp đồng điện tử để giải quyết những khó khăn thực tế. Các vấn đề như chi phí cao, thủ tục phức tạp và sự chấp nhận hạn chế từ các bên thứ ba như cơ quan thuế, ngân hàng vẫn là rào cản đáng kể. Do đó, các doanh nghiệp mong muốn chính phủ và các cơ quan chức năng sớm ban hành các văn bản liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật để hợp đồng điện tử có thể được chấp nhận bởi bên thứ ba, cũng như tăng cường sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hợp đồng điện tử trở thành công cụ giao dịch phổ biến. Thú vị, Cục Dân số Bộ Y tế vừa phát động cuộc thi sáng tạo logo ngành dân số. Cuộc thi nhằm tìm ra một logo thể hiện được nét đặc trưng, tính, tính khái quát cao về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân số đối với mọi cá nhân gia đình, cộng đồng và đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Cụ thể, đối tượng tham gia cuộc thi gồm công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang học tập công tác tại Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước, khuyến khích các tổ chức cá nhân, học sinh, sinh viên chuyên ngành thiết kế, biểu trưng, đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc, quảng cáo. Độ tuổi thí sinh không hạn chế. Trường hợp dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp, làm đại diện đủ năng lực, hành vi dân sự trước pháp luật. Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm tác giả. Về tác phẩm dự thi, cần thể hiện trên khổ giấy A4. 29,7 cm x 21 cm, logo phóng to đặt giữa, phía trên tờ giấy khổ A4, kích thước không quá 15cm x 15cm, màu sắc sử dụng tối đa 4 màu, không kể màu trắng. Mỗi mẫu logo phải có bản thuyết minh kèm theo, không quá 300 từ trên khổ giấy A4. Nếu là bản tiếng nước ngoài, phải gửi kèm bản dịch ra tiếng Việt. Mỗi tác giả nhóm tác giả được gửi tối đa không quá 3 tác phẩm tham gia cuộc thi. Tác phẩm dự thi gửi về Cục Dân số Bộ Y tế, ngọ số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc gửi hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ email cuộc thi đô dân số a.gmail.com. Thời gian tiếp nhận bài dự thi đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có xu hướng hình thành lan nghề tập đoàn hoạt động lừa đảo với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến cho nạn nhân không phát hiện ra mình là nạn nhân trong các vụ lừa đảo. Nhằm phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh thường xuyên tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này thông qua việc xây dựng các cẩm nang dấu hiệu nhận biết và phòng tránh lừa đảo trực tuyến, gồm 11 phương thức thủ đoạn phổ biến hiện nay. Xây dựng 3 fanpage, kênh cốt Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, gồm fanpage Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên mạng xã hội Facebook, https 2 2 fb com cs c -s https vn tài khoản tiktok cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao https 2 2 xuyệt tiktok com xuyệt a cộng cschd gov vn kênh youtube cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao https 2 2 xuyệt youtube com xuyệt a cộng bctb lừa đảo trực tuyến đăng tải các nội dung tuyên truyền của người dân nâng cao cảnh giác tránh bị lừa đảo mất tài sản. Quý vị thân mến, ngày 15 tháng 10 hàng năm cũng là một dịp đặc biệt quan trọng đối với thanh niên Việt Nam cũng như các hội viên và thanh niên tỉnh Tây Ninh là năm đánh dấu kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thưa quý vị, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tập trung xây dựng tổ chức hội mạnh từ cơ sở, triển khai nhiều phong trào với nhiều giải pháp sáng tạo, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với quê hương. Nhiều hoạt động tiêu biểu như Tôi yêu tổ quốc tôi, hội trại tuổi trẻ Tây Ninh rèn kỹ năng luyện ý chí, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, cùng các chiến dịch tình nguyện như tháng 3 biên giới, xuân tình nguyện đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19 như áo xanh đồng hành cùng F0 và hạt gạo yêu thương đã mang lại hiệu quả tích cực. Những chương trình này đã tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò tiên phong, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên toàn tỉnh. Trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, thanh niên Tây Ninh đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội mới. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng thanh niên vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng sáng tạo và khởi nghiệp. Các cấp bộ hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cần quan tâm và tăng cường tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Và đặc biệt là phải tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua nhiều hình thức. Và xây dựng cộng đồng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thiết kế các ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, tập trung truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp thành công. Tích cực chủ động tham gia các phần việc thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh quốc phòng của địa phương như đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Để thanh niên nắm bắt cơ hội vượt qua thách thức, các cấp bộ hội không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục, hướng đến việc định hướng, hướng dẫn và bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho thanh niên. Qua đó, giúp thanh niên nuôi dưỡng ước mơ hoài bão lớn. À, trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cùng với các cái tổ chức hội trên bàn quyện sẽ tiếp tục thực hiện à, nội dung mà đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân trong các cái chi đoàn chi hội doanh nghiệp ngoài nhà nước, cũng như là cùng với lại chính quyền địa phương để tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và phấn đấu để mà năm 2025 cùng với lại à, chính quyền địa phương à, góp sức làm cho huyện Diên Minh Châu trở thành quyện nông thôn mới. Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là dịp để mỗi hội viên thanh niên Tây Ninh nhìn lại những đóng góp, cống hiến của mình, từ đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho quê hương. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.